Những em bé sơ sinh vừa chào đời trong hoàn cảnh đặc biệt khi có mẹ hay người thân khác là bệnh nhân COVID-19, đang có những ngày đầu tiên của cuộc đời bên cạnh những người mẹ xa lạ, nhưng có vòng tay và trái tim tràn đầy tình thương cho các em. Trường mầm non Hòa My 2 ở số 11 Lý Thường Kiệt, phường 12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh trở thành nơi nuôi dưỡng trẻ sơ sinh có mẹ đang điều trị COVID-19 với một cái tên mới, Trung tâm Hớp. Những cô gái không ngơi tay, nào là thay tã cho bú bình, vỗ về. Em này chưa bú xong thì em bé khác đã thức dậy khóc đòi thay tã. Các em bé vẫn còn nhỏ, có em mới chỉ 2 tuần tuổi nên các mẹ bỉm thay nhau túc trực 24/24 giờ trong căn phòng này. Chứng kiến các bé quá thiệt thòi khi mới sinh ra đã phải xa vòng tay mẹ, bạn Lê Thanh Hương không ngại nguy cơ nhiễm bệnh. Hương tình nguyện ở lại chăm sóc các bé. Cô gái trẻ này chưa lập gia đình, cũng chưa có kinh nghiệm chăm trẻ nhỏ, nên công việc bảo mẫu cho hàng chục trẻ F1 là nhiệm vụ không hề dễ với cô. Hương cho biết, lần đầu tiên nhìn các con quá mong manh nên không dám bế dù đã được tập huấn. Nhưng sau đó nhờ nỗ lực cùng tình yêu thương các bé, giờ Hương đã thuần thục từ thay tã cho bé uống sữa, thậm chí xử lý tình huống khi bé bị ọc sữa. Thấy thông tin về cái trung tâm nó có ở trên Facebook, thì lúc đó mình nghĩ là mình phải làm cái gì đó để mà chia sẻ tình yêu thương với mấy bé rất là thiệt thòi, thiếu tình thương của ba mẹ, cho nên là mình muốn lan tỏa một chút xíu cái gì đó tình cảm của mình đến với các bé, với lại là một phần cũng sẽ là hỗ trợ cho cái việc chống dịch của Sài Gòn hiện tại. Sẽ có sự hỗ trợ của các bác sĩ và các cô hộ lý ở bên bệnh viện về những cái chuyên môn. Ngoài ra thì tụi mình cũng sẽ được tập huấn về những cái kỹ năng chăm sóc bé. Đa phần á, các bạn tình nguyện viên bên này á, là chưa có gia đình hoặc là chưa có con, các bạn cũng chưa có kinh nghiệm nhiều, nhưng mà sẽ được tập huấn và sẽ được chỉ những cái cách để mà chăm bé. Thì tình nguyện viên của mình là sẽ cho bé bú khi làm 2 ca, mình sẽ ở với bé 24/24 luôn. Còn chị Võ Trần Thanh Phương chia sẻ cảm xúc được làm mẹ của nhiều đứa trẻ nên hạnh phúc vô cùng. Tuy công việc có vất vả, nhất là khoảng 2-3 giờ sáng, dù mệt nhưng chỉ cần nghe tiếng các con khóc, cựa mình là phải dậy kiểm tra chăm sóc. Các tình nguyện viên còn lại, mỗi người làm một công việc khác nhau, biên tập viên, sinh viên, giáo viên mầm non. Các bạn đều ăn ở tại trường để đảm bảo an toàn cho các bé. Mình có gia đình rồi, tuy nhiên là mình chưa có bé. Nhưng mà khi vào đây á, thì mình cũng đã được bệnh viện tập huấn về các cái kỹ năng cũng như là các cái cách để chăm sóc bé. Mình cảm thấy là các con rất là đáng yêu, đây là những cái thiên thần rất là đáng yêu. Mình rất là vui khi mà mình góp phần giúp được cho các con có thêm cái tình yêu thương, có thêm sự ấm cúng trong những cái ngày phải tạm xa mẹ. Thì ở đây các con không chỉ có một cô mà có tất cả 40 cô. Thì 40 cô đó, mỗi cô dành một chút tình thương, yêu thương đối với các con sẽ giúp các con cảm thấy ấm áp hơn. Và mình nghĩ rằng các con cũng đều cảm nhận được hết sự yêu thương của các cô thông qua những cái việc chăm sóc để đảm bảo an toàn cho các con trong cái mùa dịch này. Nên toàn bộ tất cả các bạn tình nguyện viên thì đều ở lại trung tâm HOP 24/24. Mấy bé này là bà mẹ, người nhà chưa có rước được, sẽ chuyển bé qua bên... Và bên đây, bên cái trung tâm HOT này ha em, để chăm sóc. Trước khi chuyển thì các bé cũng đã được làm xét nghiệm âm tính, 3 lần âm tính thì mới chuyển qua đây. Ban ngày thì sẽ có một hộ sinh qua đây hỗ trợ với bạn. Em bé có vấn đề gì thì tụi chị sẽ mời bác sĩ qua khám cho bé. Hiện tại trung tâm HOT có gần 40 bảo mẫu là các tình nguyện viên đến chăm sóc cho khoảng gần 58 bé sơ sinh từ 7 ngày tuổi đến hơn 1 tháng tuổi. Trung tâm HOP dự kiến tiếp nhận được khoảng 100 bé sơ sinh để giúp cha mẹ yên tâm chữa bệnh, sớm đón bé về với gia đình.